Chị đúng không ạ? À, cảm ơn anh đã tin tưởng công ty và đã dành ra ba ngày quý báu, cũng giống như một khoản đầu tư rất cũng không hề ít đúng không? Để đến đây hy vọng là học một cái gì đó. Và qua ba ngày trải nghiệm với công ty thì thay mặt công ty cũng xin được gửi lời cảm ơn anh và có một món quà nhỏ tặng cho anh và chúc anh sớm đạt được triệu tài chính để tạo cái việc mà mình yêu thích. Dạ vâng. Cảm ơn chú rất nhiều ạ. Ok. Dạ ok. Wow, bạn Sơn đúng không ạ? Ok, xin chào bạn Sơn. À, bạn Sơn Vũ Trường đúng không ạ? Và cảm ơn Sơn đã gửi niềm tin cho công ty và đã trải nghiệm cùng với tất cả anh em ở đây. Và công ty có một món quà gửi cho bạn. Và khát khao lớn nhất của công ty là nhìn thấy bạn đạt được những cái thành tựu to lớn trong cái tự chủ tài chính của mình. Dạ, cảm ơn thầy. Cảm ơn bạn. Ok. Dạ, lời đầu tiên thì em xin gửi đến thầy là lời cảm ơn chân thành đến thầy. Tất cả những gì thầy đã làm cho em trong 3 ngày qua cũng như các bạn ở đây. Em chỉ biết nói là cảm ơn thôi. Còn hơi chưa okay. Rồi lời tiếp theo anh muốn gửi cho lớp thầy cũng như các bạn đây một cái sự chia sẻ về cái cảm nhận của mình về khóa học. Khóa học này nói đến cái vấn đề đầu tư về vật chất, thời gian thì nó cũng là một khoản đầu tư, nhưng điều quan trọng là chúng ta có một mục đích đúng và tốt mà chúng ta không phải bỏ quên đâu, mà là do chúng ta lây quay tìm kiếm. Google kiếm không có, cách đây 10 năm em kiếm không có. Em gặp cách đây 10 năm rồi, gặp thầy rồi, chắc chắn giàu lắm rồi. Em luôn nhớ một câu chuyện trong của ngài Nabun Hill á. Em lấy cái nickname là Nabun Xuân là tại em ngưỡng mộ ổng á. Nabun Xuân là bạn đó hả? Ok, anh chị thấy like mình nhiều lắm. Là ông kể về một câu chuyện là một người đi đào vàng. Đào vàng đến một mỏ vàng đào. Thấy người ta đào dữ lắm. Nhưng mà đào năm này tháng nọ. Rồi cũng đầu tư, lúc đầu cũng kiếm được chút xíu vàng gì đó. Nhưng mà cái mỏ vàng như mong muốn á, giống như là tự do tài chính là một cái mong muốn lớn, không gặp. Rồi về nhiều lý do, nói chung là tiêu hao tài sản nhiều, rồi xong rồi từ bỏ. Nhưng mà có một người đã suy nghĩ, mua lại tất cả các cái đầu tư của người đi trước, bỏ lại đó. Và khi mua xong rồi thì ông mới suy nghĩ là ông tìm một chuyên gia về địa chất, là một người giống như là hiểu rõ về địa chất để mà cái gì đầu tư mình đó, nó sáng hơn chút. Thì khi có một chuyên gia này đông đo cân đếm rồi này nọ vân vân, thì nói rằng là chỉ trong vòng một thước nữa thôi, cái anh mà bỏ cuộc rồi đó, trong vòng một thước nữa thôi là anh đọc là như một cái mỏ vàng luôn, một thước nữa thôi anh đào đúng rồi đó. Nhưng mà tự nhiên cái mạch vàng ở đất á thì nó theo địa chất thì nó sẽ bị gãy khúc, rồi lúc bị gãy là không biết đào hướng nào xuống dưới đất, rồi là không biết đi hướng nào luôn, giống như tụi em nè, loay quay không biết đi hướng nào luôn đó. Là cái muốn em là vậy đó. Đó thì khi mà được ông đề chất rồi, nói chung là cái người mà sau này thông minh hơn, họ tìm một chuyên gia, một người mà chuyên về cái lĩnh vực đó để mà tư vấn, để mà đầu tư, họ cũng bỏ tiền ra để thuê để mà kiến thức đó, thì họ thành công. Thì cái anh mà bỏ cuộc đó, ảnh nói rằng là ảnh không chưa đúng là trong cái việc đó ảnh bỏ cuộc đó, là ảnh thất bại trong chuyện đó. Nhưng mà qua cái giống như thầy nói, qua cái khó khăn trở ngại là một cái hạt mầm thành công. Thì cái người mà bỏ cuộc đó, trong vòng một thước nữa thôi là mỏ vàng rồi, mà vì thiếu cái sự mà hiểu biết, thiếu sự kiên nhẫn nữa mà bỏ cuộc đó, chính vì vậy mà không thành công. Thì anh này anh rút ra được bài học rằng là
ông sẽ không từ bỏ cho đến khi ông thành công. À, sau này thì anh đó là kinh doanh trong ngành bảo hiểm. Thì mọi người nói không, anh nói là người thứ 11 là sẽ nói ok với anh thôi. Và anh thành công trong ngành kinh doanh bảo hiểm. Và em cũng muốn gửi đến mọi người rằng như thế này. À, em nhắc lại, em nhớ hoài câu nói của ngài Napoleon Hill á. Đừng bao giờ để ý tưởng của mình chết đi chỉ vì chúng ta chưa hiểu nó. Có nghĩa là chúng ta muốn làm giàu, chúng ta muốn thay đổi mình mà chỉ suy nghĩ thôi, và chưa kịp suy nghĩ nó ra, hình tượng nó ra là như thế nào đó là nó đã chết mòn cho lần trong cái suy nghĩ của mình rồi. Để anh xin hết. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta